Rồi, trước mắt cô chú anh chị mình đây là một cái dòng hoa rất là đẹp ha anh chị ha, với những cái ánh kim tuyến lấp lánh nè cô chú anh chị, cái lưỡi nè đó, với những cái đường gân màu trắng rất là dễ thương luôn. Rồi em xin giới thiệu với cô anh chị mình, đó là một cái dòng Dendro hồng sọc ha anh chị ha. Đây, và bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị mình về cái dòng Dendro hồng sọc này ha cô chú anh chị. Mình đây là một cái phơm hoa của cái bông hồng sọc ha anh chị ha. Với phơm hoa to nè, cái cánh rất là đẹp của anh chị. Có những cái ánh kim tuyến, nếu mình để ngoài nắng thì nó sẽ chiếu lấp lánh ha anh chị ha. Với cái hình là kiểu giống như là lưỡi mát nha anh chị nha, với những đường gân màu trắng. Đó, ở trong là hai bên màu trắng ra từ ở cánh á, nó có những cái đường gân ở trong nó chạy rất là nhiều nha anh chị nha, rất là đẹp. Để mình có cái tên hồng sọc là những cái đường gân của này nè, nó sọc rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Đó, ở trong ngậm một viên ngọc màu trắng giùm em nữa. Nhìn khu hoa nó rất là dễ thương nha cô anh chị nha. Hồng sọc này á cô chú anh chị mình thấy phơm hoa của nó rất là to. Tuy nhiên là hoa nó không thơm nha anh chị nha. Và cái hoa này á, nó cực kỳ là bền luôn. Hoa bền tầm 3 tới 4 tháng lận á cô chú anh chị. Em xin phép cô chú anh chị mình, em sẽ đi lựa những cái cây hồng sọc đẹp cho cô chú anh chị mình nha. Đây. Đây. Với những chậu như thế này nè cô chú anh chị. Đây, cây là hàng nhú nha anh chị nha. Cây em bán cho anh chị mình cao khoảng một gang tay của em. Toàn bộ là hàng nhú bò như thế này. Với mức giá 3 chậu cũng là 195.000 luôn. Em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình trên toàn quốc luôn ha anh chị ha. Cô chú anh chị mình có thể mua về chơi Tết Tây, Tết Ta vẫn được nha anh chị nha. Với những chậu như thế này nè. Đó, cây rất là khỏe và bụi lùm luôn cô chú anh chị. Rồi, bây giờ nếu mà cô chú anh chị mình có yêu thích về cái dòng hồng sọc này á, thì cô chú anh chị mình nhanh tay liên hệ về hai số hotline ở dưới đang chạy dưới màn hình ha anh chị ha. Hoặc là có thể liên hệ về fanpage của Hoa Lan Di Phong để đặt hàng. Đó, với mức giá rất là ưu đãi cho cô chú anh chị mình luôn. Và bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những cái clip tiếp theo của Hoa Lan Di Phong bên em nha. Em chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình nha.